đổi chiến thuật đánh cắp tiền ảo, những phát hiện mới về Applezer, với hành vi đánh cắp tiền ảo được thực hiện bởi nhóm hacker khét tiếng Lazarus, cho thấy hoạt động của nhóm này đang tiếp tục với động thái cẩn trọng hơn từ nhóm tin tặc. Giờ đây, những phát hiện mới còn cho thấy hoạt động đánh cắp tiền ảo của Applezer đang tiếp tục với động thái cẩn trọng hơn từ nhóm tin tặc, cùng các chiến thuật và quy trình tinh vi, cũng như sử dụng Telegram là một trong những vector tấn công mới. Các nạn nhân tại Anh, Ba Lan, Nga và Trung Quốc bao gồm một số tổ chức kết nối với các công ty kinh doanh tiền điện tử cũng đã bị ảnh hưởng. Lazarus là một trong những nhóm hacker APT hoạt động tích cực nhất, đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công nhắm vào những tổ chức liên quan đến tiền điện tử. Trong thời gian đầu hoạt động vào năm 2018, AppleZer đã tự tạo một công ty tiền điện tử giả mạo để cung cấp ứng dụng đang bị chúng thao túng và lợi dụng lòng tin của nạn nhân để thực hiện tấn công. Hoạt động này được đánh dấu bằng động thái Lazarus, xây dựng phần mềm độc hại tấn công Marcus đầu tiên của mình. Ứng dụng được người dùng tải xuống từ các trang web của bên thứ ba và mã độc bị phát tán bằng cách ngụy trang dưới dạng bản cập nhật ứng dụng thông thường, mã độc cho phép tin tặc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị của người dùng và từ đó đánh cắp tiền ảo. Các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã xác định những thay đổi chiến thuật quan trọng của nhóm tấn công, vector tấn công năm 2019 về cơ bản khá giống với năm 2018 nhưng được cải tiến hơn. Lần này, Lazarus đã tạo ra các trang web tiền ảo giả nơi chứa liên kết đến các kênh Telegram giả mạo của tổ chức và phát tán mã độc thông qua trình nhắn tin, giống như hoạt động ban đầu của Apple. Zer. Quá trình tấn công gồm hai giai đoạn. Trước tiên, khi người dùng tải xuống một ứng dụng, trình tải xuống được liên kết sẽ lấy mã độc từ một máy chủ từ xa, cho phép tin tặc kiểm soát hoàn toàn thiết bị bị nhiễm mã độc bằng một bách đo vĩnh viễn. Tuy nhiên, lần này mã độc được phát tán một cách cẩn trọng để tránh bị phát hiện bởi những giải pháp bảo mật dựa trên hành vi. Đối với những tấn công vào mục tiêu chạy hệ điều hành MacOS, một cơ chế xác thực đã được thêm vào trình tải xuống Marcus và bộ khung phát triển đã được thay đổi.